Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đã lây lan ra 241 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Mỗi quốc gia lại có những biện pháp để phòng chống dịch hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, tâm lý lo lắng của những người dân ở trên các quốc gia này là điều không thể tránh khỏi. Bên cạnh rất là nhiều số lượng người Việt Nam ồ ạt về nước để tránh dịch, thì số lượng người Việt Nam ở lại nước ngoài cũng rất đông. Thực tế là cuộc sống mưu sinh ở trên đất khách quê người đã vốn không dễ dàng gì. Và đối với những người làm việc tại môi trường bệnh viện và tiếp xúc với rất nhiều người, họ đã có những lo lắng những gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với phỏng vấn nhanh của phóng viên Hồng Thu của chúng tôi với chị Phạm Thị Nam, một người đang sinh sống và làm việc ở tại thành phố Berlin, thủ đô của nước Đức. Dạ vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Có thể nói dịch COVID-19 thì đã ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi biết rằng là công việc hiện tại của bạn là gì và dịch COVID-19 thì đã ảnh hưởng như thế nào đến công việc và cuộc sống của bạn ạ? Hiện tại mình đang học tập và làm việc tại thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức. Công việc của mình là chăm sóc người già tại các viện dưỡng lão. Trước tình hình COVID-19 đang diễn ra, đã ảnh hưởng rất lớn đến công việc cũng như việc học tập của mình. Trường học của mình đã phải đóng cửa theo quy định của chính phủ, vì vậy mình đã học online tại nhà. Ngoài ra thì kế hoạch thực tập của mình đã có nhiều sự thay đổi. Dạ vâng, Đức hiện tại là một trong 5 quốc gia có cái tỷ lệ người mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới. Là một người làm về y tế thì bạn có những cái lo lắng hay băn khoăn gì không ạ? Với công việc của mình là có liên quan đến chăm sóc sức khỏe thì mình cũng là khá lo lắng khi mà mỗi ngày mình phải tiếp xúc với rất nhiều người cũng như là rất nhiều người tiếp xúc với mình. Vì vậy mà khả năng bị lây nhiễm COVID-19 có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dạ vâng, so với nhiều nước khác trên thế giới thì hiện tại công tác phòng dịch của nước Đức đang diễn ra như thế nào ạ? Trước tình hình COVID-19 thì chính phủ Đức cũng đã đề ra các biện pháp kịp thời nhằm hạn chế việc lây lan của COVID-19, ví dụ như các trường học đóng cửa đến ngày 20 tháng 4, mọi người hạn chế ra ngoài và không được tụ tập đông người, không quá 2 người. Mọi người giữ khoảng cách ít nhất là 1,5 mét, và chỉ khi ra ngoài khi cần thiết, ví dụ như mua các yếu thực phẩm hay là đi đến bác sĩ. Còn đối với các nhân viên làm việc như mình thì sẽ được cấp một giấy thông hành tại nơi làm việc. Dạ vâng, tại Việt Nam thì bạn cũng đã tham gia làm việc tại một số cái cơ sở y tế địa phương. Hẳn là so với các nước trên thế giới thì Việt Nam về trang thiết bị và cơ sở vật chất thì cũng vẫn còn rất là nhiều hạn chế. Vậy theo bạn thì nước ta cần có những cái biện pháp phòng dịch như thế nào? Với Việt Nam là một nước đang phát triển, cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị y tế còn có nhiều hạn chế. Nên mình nghĩ rằng để chiến thắng trước đại dịch COVID-19 thì việc ý thức của mỗi cá nhân, của mỗi người dân là rất quan trọng. Mọi người nên tự khai báo tình trạng sức khỏe của mình khi có các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại các cơ sở y tế cũng như tại địa phương, để có các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19. Ngoài ra, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước đã ban hành. Trước những cái diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là người làm về y tế, vậy thì bạn có những cái biện pháp như thế nào để bảo vệ sức khỏe bản thân tại nước sở tại? Mình cũng có các biện pháp để bảo vệ sức khỏe của bản thân, ví dụ như nâng cao sức khỏe của bản thân qua việc dinh dưỡng cũng như là tập luyện, và theo dõi các dấu hiệu bất thường hàng ngày để có cách xử lý kịp thời. Cảm ơn bạn vì những chia sẻ vừa rồi. Mong rằng bạn có thể giữ được cho mình một cái sức khỏe tốt để có thể làm việc và công tác một cách hiệu quả. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh. Chúc Việt Nam sớm vượt qua được đại dịch COVID-19. Xin chào.